Cô gái này là một nữ sát thủ siêu cấp, trên tay đang cầm hai khẩu súng nã đạn không thương tiếc. Không đủ độ sát thương, cô ấy liền chuyển sang súng máy. Tiếng nổ khiến cả ngôi trường rung lắc dữ dội, khiến học sinh khiếp vía, sợ đái cả da quần. Cô ấy chính là một giáo viên dạy tiếng Anh của lớp, với mục tiêu chính là cầm đầu đám học sinh để ám sát thầy chủ nhiệm trông như hạt đậu này. Phần thưởng dành cho người ám sát được thầy giáo đó là $1,000,000. Liệu kế hoạch ám sát này có thành công hay không? Xin mời các bạn cùng theo dõi bộ phim nha! Ở một trường trung học cơ sở Kunuzaoka nổi tiếng của Nhật, đây là ngôi trường có tòa lâu đài uy nghiêm mà vô số phụ huynh và học sinh đều mơ ước được vào. Để đảm bảo chất lượng giảng dạy ở ngôi trường này, nhà trường đã chia học sinh thành nhiều cấp độ khác nhau. Lớp A đều là đại diện cho những học sinh giỏi nhất trường này, do đó họ được hưởng các tài nguyên giảng dạy và môi trường giáo dục tốt nhất. Còn lớp E cuối cùng thì được gọi là lớp với những học sinh ưu tú của trường. Trong lớp này hội tụ đủ các kiểu học sinh khiến phụ huynh và thầy cô phải đau đầu. Họ không hề có chút hứng thú nào với việc học, nhưng trừ việc học ra, thứ gì họ cũng đều rất thành thạo. Do đó nhà trường liền cách ly những học sinh này trong khuôn viên cũ trên đồi. Không chỉ có điều kiện giảng dạy tồi tệ nhất, mà họ còn bị cả trường cười nhạo và trở thành tấm gương tiêu biểu cho sự thất bại và sa đọa. Do đó họ chỉ có thể tiếp tục đắm chìm trong suy đồi. Tuy nhiên tất cả những điều này đều đã dần thay đổi vì sự xuất hiện của một giáo viên đặc biệt. Hôm đó có một con quái vật đầy xúc tu đi vào lớp 9E. Karasuma, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nhật Bản, giới thiệu quái vật xúc tu là thủ phạm đã phá hủy mặt trăng và định hủy diệt trái đất vào tháng 3 năm sau. Để ngăn chặn sự hủy diệt trái đất nên cần phải có người giết quái vật xúc tu trước tháng 3 năm sau. Tốc độ di chuyển của quái vật rất nhanh nên phía quân đội không thể tiêu diệt được nó. Nhưng quái vật xúc tu lại đề nghị làm giáo viên chủ nhiệm lớp 3E, chịu trách nhiệm dạy học sinh làm bài tập về nhà. Do đó, Bộ Quốc phòng đề xuất một giải thưởng. Chỉ cần lớp 3E có thể hoàn thành nhiệm vụ ám sát, thì không chỉ cứu trái đất mà còn có thể nhận được 10 tỷ yên giải thưởng của quốc gia. Nhưng học sinh chỉ có thể sử dụng đạn súng hơi đặc biệt và dao găm đặc biệt, mà những loại vũ khí này không gây hại cho con người, nhưng lại có thể dễ dàng làm tổn thương đến con quái vật xúc tu. Đồng thời, đất nước và quái vật xúc tu đã thỏa thuận với nhau, miễn là học sinh tuân thủ thỏa thuận sử dụng vũ khí đặc biệt, nó sẽ không làm hại học sinh. Và kể từ đó, quái vật xúc tu liền chính thức trở thành giáo viên chủ nhiệm lớp 3E. Để huấn luyện học sinh các kỹ thuật ám sát, Karasuma cũng tham gia với tư cách là phó chủ nhiệm. Để hỗ trợ cho kế hoạch ám sát của Karasuma, Irina, một sát thủ chuyên nghiệp cũng tham gia lớp 3E và trở thành giáo viên tiếng Anh của lớp này. Cứ như vậy, chỉ sau một đêm, lớp 3E đã biến thành lớp học ám sát chỉ sau một đêm. Mục đích của tất cả học sinh trong lớp này không còn là sống một cuộc sống lãng phí nữa, mà chính là để giết con quái vật xúc tua và nhận về 10 tỷ yên. Học sinh Nagisa mỗi ngày đều ghi vào sổ tay đặc điểm của quái vật xúc tua, mục đích là để một ngày nào đó có thể đích thân hoàn thành nhiệm vụ ám sát kia. Hôm đó, khi lên lớp, Nagisa làm theo kế hoạch của các bạn học, cố tình đến gần quái vật xúc tua. Nhưng không ngờ được là khi cậu vừa ra tay thì đã bị con quái vật hất văng con dao một cách dễ dàng. Quả lựu đạn trước ngực anh đột nhiên phát nổ. Sau một làn khói bốc lên, Nagisa bị thương và ngã phịch xuống đất. Còn quái vật thì vẫn bình yên vô sự. Hóa ra mỗi tháng nó sẽ lột da một lần, mà phần da lột xuống vừa hay lại chống lại được sức mạnh của lựu đạn. Nhưng lần tấn công này đã sử dụng loại vũ khí không được chính phủ chỉ định, vi phạm thỏa thuận giữa chính phủ và quái vật xúc tu. Vì vậy, con quái vật xúc tu vô cùng tức giận. Nó lập tức di chuyển và lấy được số nhà của gia đình kẻ chủ mưu đứng sau việc này, đồng thời nghiêm túc cảnh báo các học sinh đang có mặt ở đây, nếu ai dám vi phạm quy tắc một lần nữa, nó sẽ không ra tay với học sinh, nhưng nhất định sẽ tìm gia đình của người đó để báo thù, thậm chí sẽ trực tiếp tiêu diệt trái đất. Các học sinh đặt tên cho quái vật xúc tu là Koro-sensei, có nghĩa là giáo viên giết không chết. Từ đó trở đi, thầy giáo thần chết trở thành đối tượng vừa yêu vừa hận của học sinh. Yêu là bởi vì thầy đã khuyến khích học sinh lớp 3E hãy ngẩng cao đầu, đối mặt với cuộc sống một cách lạc quan tích cực và hãy cố gắng để trở thành một sát thủ giỏi. Hận là cho dù học sinh dùng bất kỳ thủ đoạn nào cũng không thể giết con quái vật với năng lượng khổng lồ này. Ngay sau đó, một học sinh chuyển trường Akebani đến lớp. Anh vừa xuất hiện đã thể hiện khả năng ám sát phi thường của mình. Chỉ thấy anh biến con dao găm đặc biệt thành những lưỡi dao nhỏ rồi dính vào tay. Sau đó cố tình bắt tay với Koro-sensei. Cứ như vậy anh dễ dàng cắt đứt một trong những xúc tua của ông thầy. Akebani vốn là một người với thành tích học tập vô cùng xuất sắc, nhưng vì bạo lực thích đánh nhau nên được xếp vào lớp 3E. Và vì sự khéo léo của mình, ngay lập tức anh đã trở thành một học sinh ưu tú của lớp 3E.
Hàng loạt các vụ ám sát khiêu khích của Akabani đều được ông thầy giải quyết một cách khéo léo. Còn Koro-sensei ngược lại ngày càng quan tâm đến Akabani hơn. Thế là Akabani kiêu ngạo cuối cùng cũng nhận ra được thầy không dễ đối phó một chút nào. Và trong lúc tuyệt vọng, anh đã nghĩ ra một cách ám sát tuyệt vời. Đó chính là cố tình nhảy xuống vách đá và chờ thầy Koro-sensei đến cứu mình. Nếu như Koro-sensei ra tay tương trợ thì anh có thể nhân cơ hội đó giết nó. Nếu như ông thầy thấy chết không cứu, vậy anh có thể hoàn toàn từ bỏ và sẽ không ôm mộng đi tiêu diệt Koro-sensei nữa. Tuy nhiên, vụ ám sát được lên kế hoạch cẩn thận của Akabani đã bị Koro-sensei giải mã một cách dễ dàng. Nó dùng các xúc tua của mình dệt một mạng lưới khổng lồ và đã cứu được Akabani. Như vậy xem ra Akabani đã hoàn toàn bị khuất phục rồi. Cùng lúc đó, tất cả các quốc gia trên thế giới đều sợ hãi trước sức mạnh của Koro-sensei, vì để tiêu diệt con quái vật siêu nhiên này, họ đã không ngần ngại ném một lượng lớn tên lửa xuống đất nước Nhật Bản. Điều chớ trêu là tất cả các tên lửa tấn công đều bị Koro-sensei chặn lại, và vì thế mà nó trở thành anh hùng bảo vệ Nhật Bản. Để đảm bảo có thể tiêu diệt được Koro-sensei trước tháng 3 năm sau, Bộ Quốc phòng quyết định cử một học sinh chuyển trường đặc biệt tham gia vào kế hoạch ám sát. Nó là một người máy hộp có trí tuệ nhân tạo, Risu. Risu có thể tự động nhắm chuẩn mục tiêu rồi xả đạn liên tiếp vào đối phương. Nhưng do học sinh đã dần hình thành thói quen chăm chú lắng nghe trong lớp, nên Risu luôn gây ồn ào trong lớp, khiến các bạn học vô cùng khó chịu. Thế là họ quyết định khóa Risu lại, cấm nó tiếp tục sử dụng vũ khí nữa. Risu vô cùng đau khổ, cô không hiểu tại sao các bạn lại không thích mình trợ giúp. Koro-sensei nói với Risu, trước tiên hãy học cách hòa đồng với các bạn cùng lớp trước, mới có thể nhận được sự hoan nghênh của mọi người. Đã vậy nó còn có ý tốt chuẩn bị cho cô thông tin cơ bản của từng học sinh trong lớp 3E. Với hệ thống trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ, Risu đã tạo ra một loại app ám sát, có thể giúp mỗi bạn học tìm được cách ám sát tốt nhất. Bằng cách này, Risu đã thành công giành được sự yêu thích của mọi người, và cũng chính thức trở thành một thành viên của lớp 3E. Hôm đó, lớp 3E lại có một học sinh mới chuyển trường đến, tên là Itona Hirai. Theo như những gì Itona nói thì cậu và Koro-sensei chính là anh em ruột, bên trong cơ thể còn chảy chung một dòng máu nữa. Do đó, đối với việc giết Koro-sensei, Itona vô cùng tự tin. Sau đó họ đã tiến hành một cuộc đấu tay đôi công bằng. Động tác của Itona nhanh gọn, một dao đã chặt đứt được một xúc tua của Koro-sensei. Lúc này, mọi người mới vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra Itona cũng biến thành một con quái vật có xúc tua dài. Anh di chuyển nhanh nhẹn, rất nhanh đã chặt đứt được ba xúc tua của Koro-sensei. Chính lúc Koro-sensei bị ép đến đường chết, nó đã dùng một con dao găm đặc biệt cắt đứt xúc tua của Itona và bọc Itona bằng lớp da mà nó đã lột da trên người mình rồi ném anh ra ngoài lớp học. Thế là cuối cùng Koro-sensei cũng đã thắng trong trận này. Itona cũng bị người mặc đồ trắng đưa đi. Sau trận đấu gay cấn này, trong lòng Akabani càng cảm thấy nghi ngờ hơn. Anh không hiểu được tại sao Koro-sensei lại muốn đến đây làm chủ nhiệm lớp 3E. Sau khi tan học, Akabani đã đem câu hỏi đó nói với Koro-sensei. Nhưng Koro-sensei lại nói, nó chỉ để giữ thỏa thuận với một ai đó. Và chỉ có ngày các bạn trong lớp thực sự giết nó thì tất cả sự thật sẽ được tiết lộ. Nhằm tăng cơ hội cho các bạn học sinh ám sát mình, Koro-sensei còn sắp xếp trại ám sát cho học sinh sống trong trường vào cuối tuần để tăng thời gian học. Và vì để có cơ hội ám sát, các bạn học sinh đều sẵn sàng đồng ý. Koro-sensei còn sử dụng thuật phân thân, giúp mỗi học sinh ôn lại những môn học còn dở của mình. Và các bạn học sinh cũng bắt đầu học tập chăm chỉ một cách bất thường. Họ dường như không muốn giết Koro-sensei nữa, mà là vì chứng minh cho nó thấy họ có khả năng trở thành sát thủ. Không lâu sau, Bộ Quốc phòng cho rằng vụ ám sát của Karasuma đã lâu không có tiến triển. Do đó họ đã phái Takaoka, một giáo viên mới đến để thay Karasuma, làm giáo viên thể chất của lớp 3E. Takaoka bề ngoài nhìn có vẻ niềm nở và còn gọi các bạn học sinh là anh em nữa. Nhưng trên thực tế thì lòng dạ lại rất nham hiểm, chủ trương chế độ độc tài. Một khi có sinh viên thắc mắc về quá trình đào tạo của anh ta sẽ đụng tay đụng chân với người đó. Karasuma muốn ngăn sự tàn bạo của anh ta lại, nhưng Takaoka lại nói rằng hắn muốn cạnh tranh với những học sinh do Karasuma dạy để chứng minh phương pháp giáo dục của ai tốt hơn. Không còn cách nào khác, Nagisa được chọn đấu tay đôi với hắn ta. Nagisa đã dùng vẻ ngoài rụt rè của mình để đánh lừa Takaoka, một dao dí trúng cổ của hắn ta. Và thế là hắn ta đã thua rồi, sau đó liền tức sôi máu mà quay người rời khỏi trường. Còn Nagisa cuối cùng cũng đã chứng minh được năng lực của mình. Anh không phải là một kẻ vô dụng,
mà anh có thể trở thành một sát thủ giỏi. Nhưng thay đổi không phải là điều mà tất cả mọi người đều có thể chấp nhận. Trong lớp đã bắt đầu có học sinh phàn nàn rằng học hay không quan trọng. Chúng ta đều là học sinh lớp E, nên thành tích nâng cao được một chút thì có thể thay đổi được gì chứ? Không bằng hãy nghĩ cách làm sao mới có thể diệt trừ Koro-sensei để lấy được 10 tỷ yên đi. Koro-sensei nghe xong thì liền trịnh trọng nói với các học sinh, nhất định phải học một kỹ năng thứ hai ngoài ám sát, nếu không thì sau khi Koro-sensei đi rồi, họ sẽ lại trở thành những kẻ thua cuộc mà mọi người khinh bỉ thôi. Những sát thủ vĩ đại không có ngõ cụt, học đều có rất nhiều khả năng vượt trội. Do đó nó yêu cầu học sinh nhất định phải lấy được kết quả xuất sắc trong kỳ thi cuối kỳ, nếu không thì nó sẽ rời khỏi nơi đây. Vì để khích lệ các bạn học sinh cố gắng học tập, nó cũng thiết lập ra một giải thưởng cho kỳ thi vô cùng đặc biệt. Học sinh nào đạt điểm cao nhất của các môn học thì sẽ có quyền phá hủy một súp tua của nó. Chỉ cần phá hủy súp tua thì khả năng di chuyển của Koro-sensei sẽ bị suy yếu. Như vậy tỷ lệ ám sát thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Để ám sát thành công, các học sinh phải học tập chăm chỉ hơn. Họ chạy đua với thời gian, chỉ vì để đạt điểm cao hơn trong kỳ thi cuối kỳ, để nhận được khoản tiền thưởng cao khiến người khác phải ngưỡng mộ đó. Cuối cùng cũng đã có kết quả của kỳ thi cuối kỳ. Lớp 3E đã phá vỡ lịch sử, tổng cộng có 6 học sinh giành được hạng nhất. Các học sinh vô cùng phấn khởi, họ tổ chức đại hội ám sát Koro-sensei vào kỳ nghỉ hè. Cuối cùng cũng đã đợi được đến ngày tổ chức đại hội ám sát. Đầu tiên các học sinh trói Koro-sensei lại. Kế hoạch của họ chính là trước hết sẽ cắt đứt 6 xúc tua của Koro-sensei, rồi lại lợi dụng đặc tính sợ nước của Koro-sensei để phong tỏa nó trong nước. Khi mọi người nghĩ rằng Koro-sensei chắc chắn sẽ chết thì nó lại bật chế độ phòng thủ hoàn toàn và tạo thành một quả bóng nhỏ có màng bảo vệ vô cùng cứng cáp. Khi mọi người đã hoàn toàn bất lực, các học sinh đột nhiên lần lượt ngã gục xuống đất. Thì ra Takaoka vì để báo thù Nagisa đã làm nhục anh ta nên đã hạ độc vào trong nước của đám học sinh. Hắn sẽ giết tất cả mọi người bằng bất cứ giá nào. Không những vậy, Itona cũng tham gia vào đội ngũ của Takaoka. Họ bắt đám học sinh phải giao Koro-sensei ra. Chính vào lúc nguy cấp, Nagisa và Akebani đã đưa Koro-sensei chạy trốn. Còn Itona thì không ngừng đuổi theo, và nhờ có cơn mưa xối xả bất chợt ập đến mà cuối cùng họ đã có thể đánh bại được Itona, thành công bảo vệ được Koro-sensei. Còn tên Takaoka độc ác cũng đã bắt một học sinh nữ lớp 3E đi. Nagisa cố tình xin tha mạng để dành thời gian cho các bạn nghiên cứu thuốc giải độc. Cuối cùng, dưới sự bao vây của đám học sinh nữ đã được cứu, còn Takaoka bị bắt lại, và điều chờ đợi hắn bây giờ chính là sự trừng phạt nghiêm khắc từ Bộ Quốc phòng. Đám học sinh quyết định giao Koro-sensei cho Bộ Quốc phòng, bởi vì sau một tiếng, hình thức phòng thủ của Koro-sensei sẽ được hủy bỏ. Chỉ cần đặt nó trong một thiết bị với đầy vũ khí đặc biệt, thì nó chắc chắn sẽ phải chết. Cứ như vậy, họ đứng chừng mắt nhìn Koro-sensei bị vũ khí đặc biệt đó nhấn chìm. Các chiến sĩ Bộ Quốc phòng đồng loạt vỗ tay hoan hô, còn tất cả học sinh của lớp 3E thì lại khóc nức nở. Nhưng có điều là Koro-sensei vẫn chưa chết, và nó lại trở thành chủ nhiệm lớp 3E một lần nữa. Còn Itona cuối cùng cũng tham gia vào lớp 3E, trở thành một phần tử của lớp ám sát. Học kỳ mới đã bắt đầu, các học sinh lớp 3E cũng mở ra một cuộc đối đầu mới với Koro-sensei. Được rồi, bộ phim hôm nay giới thiệu đến đây thôi nha. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.